Thôi theo hai chú cháu của Phương đi ra thăm bảy mực các bạn. Anh lên hả? Đẩy đi xuống, đẩy xuống. Từ bảy mực đi, từ đi luôn. Lên, lên, lên. Anh á hả? Anh lên trước hả? Con cháu của hả? Kêu bằng gì Phương à? Kêu em bằng gì? Cháu nè, cháu kêu bằng cậu hay là chú? Hả? Dương hả? À Dương hả? À. Con tên gì? Sơn. Sơn hả? Con còn đi học không Sơn? À. Thứ bảy chủ nhật thì đi theo phụ Dương chơi hả? Mấy anh em lên thuyền đi đi thăm bảy mực. Các bạn chờ nha, coi hôm nay Phương bắt được nhiều mực nha. Buổi chiều thấy bạn thấy ông sóng gió mạnh hơn buổi sáng nhiều. Ai mà chịu không nổi ra ra đây cho cá ăn chè. Ở dưới biển này không có chó. À. Chúc em hôm nay được chục ký đi. À, Phương cũng dễ thương rồi. Mong phải được nhiều mực để mình quay mới vui. Mời các bạn cùng theo anh em mình ra biển nha các bạn. Rồi cái đầu tiên lên luôn. Quá gió luôn hả? Cũng hơi khó em kéo. Bạn thấy kéo một cái lồng mực cũng rất vất vả các bạn ha, gió to sóng lớn, cái gạch thuyền là cũng nặng. Tôi nói cái đầu không sao đâu.
huấn luyện cho cháu Kim Bằng Dượng đi tập lái luôn. Rất là giỏi, học lớp 7 rồi á. Lớn hơn bé Viên tuổi. Lái tàu là sóng lớn nè. Phương có cây móc để móc cái phao, móc cho dính cái phao vô mới kéo lên. Đây 15 sải. Cái lồng cũng nặng mà thêm cục đá nữa. Có kia. Có được đâu. Đó một con đầu tiên các bạn. Con em đầu tiên bị dụ. Mà sao xét cùng lắm á. Nó đổi màu nè. Mình xét cùng lâu biết nhiêu ký đâu. Đó. Mực tươi rối các bạn ha. Cắn à. Nó cắn heo. Nó làm dữ à. Anh của Phương cũng anh vợ cũng đang kéo bảy mình kia. Nằm sau cái bẫy mà có con mà. Có rồi. Có được con mực kìa bạn ơi. Mấy con này chắc đại ca của biển. Con này vô mấy con không có con nào dám vô. Hai con lượt luôn. Hai em mực đại ca của biển cả. Trời lên nhiều mực với nhau bạn. Thấy có gì bơi bơi phía trong. Có nữa. Có nhẽ không? Thấy nụ cười trên gương mặt của Phương rồi. Con nó mới đẻ thêm á hả Phương? Hai con nó vô đẻ thêm trứng à.
quay đẹp. Bạn thấy cái chỗ kia là bữa mấy anh em mình ra đó câu với mò lặn ở dưới đó, bữa đi dưới cường nữa, đi dưới nhà gia đình Huế bạn, ra đó ngày đàn đó, bữa anh bà chở rồi đó. Thì bên đảo Bình Hưng chạy qua đây cũng gần. Bãi này có mực nè bạn ơi. Hả? Dưới sợi dây căng mỏng. Rồi có rồi kìa, có hàng khủng à. Khỏi chạy luôn. Nãy giờ mới có này là đã chùm ở đây nè, mực chùm nè. Cậu chạy nhìn nó đã. Đụng miệng nó cắn hả? Giờ là nó không có nhảy được ra ngoài. Nó chạy được. À. Đó, nó chạy nó kịp kịp vô. À. Đó. Nó khè kìa bạn. Để tay vô miệng là cắn luôn á. À thiệt. Sướng. Con này ngoài ký không Phương? À. Có tàu du lịch chở mấy bạn đi vô bãi tắm biển nè. Xem chút lọt nữa rồi. Có nè ôi quá trứng luôn kìa. Này là trúng ổ rồi nè, bình thường không có khi nhiều hơn nữa.
Có lần em nói là 5kg là bao nhiêu con trong đó? Mười mấy con. Nó đẻ ra. Vừa có mồi 7 nữa rồi. Tình đồ ngại ở đâu đó, dám hỏi. À. Sợ nữa. Nó không chuột qua. 5 con. 7 này được 5 con rồi. Cả rồi. Rồi vừa thăm cái này tới cái cuối cùng luôn rồi bạn. Thử tàu nó trôi đi tới luôn. À, 5 con nhỏ không bằng con lớn chùm rồi. Con đó chùm rồi. Tại Phương chia sẻ cái ngày mấy tháng này là cái cuối mùa rồi. Có. Có hàng. À. À tùy hôm mà. À. Phương xỏ trứng cho coi luôn nè. Xỏ trứng đi làm mồi 7 phải rồi. Để lấy trứng con nào cuối cùng mỏ đĩa nè. À. Về mỏ đĩa rồi đĩa quấy á. À nó nhão gì à. Có thịt nữa là nó nhão nữa. À. Còn ở đây là nó vô nó hút nước bắt đầu. Nó hút nước rồi bơm nước vô bắt đầu. Để lâu rồi. Rồi. Em treo 1 tháng rồi bắt đầu nó nở ra hết. Rồi dục cái đó đi. Bắt 1 tháng đâu. À. Mỗi 1 tháng. À. 1 ngày 1 tháng. Ừ. Em nở ra cái anh đi. Nó hết ấy cái mình xài cái khác. Đó ngoài đó đĩa này ra đùm. Ăn lấy trứng cho ăn cắp của mình. Cắp mình luôn á. Còn nó đúng đầu đề đâu. À. Đây sỏ một túi với thành một túi mồi nè các bạn. Rồi đến đây mình kết thúc clip nha bạn. Mình chào bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Mấy bạn sắp lấy vợ nhớ nha, muốn đẻ con trai ra biển ở 1-2 năm, rồi muốn đẻ con gái thì chở về đồng bằng ở 1-2 năm. Như Phương nói á, ăn hải sản là đẻ con trai không à. Ở đây đẻ 100 đứa là hết 70 đứa con trai rồi. À đó sáng Phương nói rồi. Ngồi trên tàu nãy giờ cũng nóng sơn bơi luôn. Biển bơi gì đấy. Trên biển ai cũng biết bơi hả? Mấy đứa nhỏ đều tập ra tập hết, tự cho nó tập hay là mình đi tập đó? À tự tập từ ha. À. Biết anh cũng biết. Không biết thải xuống đây ha, cho bơi vô trong. Không biết em thải từ anh từ đây cho bơi vô giọng là biết bơi liền. Anh này dân sông nước. Số mực thu hoạch được. Anh để qua ngoài cái anh bắt vô nha. Để qua chỗ. À. Bắt gì không xịt túi đi tôi. À. Cùng túi bố.
cho bạn coi nào. Đó. 1, 2 nó còn quấn được ha. Dạ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó bình thường hả? 12. À, mực trùm. 13 con. Thank you.